Đẹp trời chân thanh giá mát, không xa mà cũng không mưa. Bỗng nhiên mình lại nảy ra một cái mặt cho thằng chồng mình. Và trước khi cho ra mình muốn thằng quỷ đó nó làm biến như trâu quá. Quỷ sao à? Ông đàn ơi mà ngủ đó 9-10 giờ sáng mà không dậy mà. Nhưng mà cái suốt này cho mình không à. Hồi bữa cho nó mua trà sữa thì mua gì cho mình uống đi. Mẹ đặt treo lên đất nhà đất đồ để mình giới thằng chết luôn à. Thấy mà ghét. Chị cả, biết anh hiếp giờ mình không? Ra kia thấy gái nè. Từng tước nhắc tới là thấy bực mình. Tự nhiên nhắc tới những cái mặt cho này thì mình lại nhớ thằng Bé Lùng. Hồi xưa các Bé Lùng thì hai chị em phối hợp vô cho anh Hè đi Bé Lùng đi đâu rồi biết nữa. Giờ chỉ có mình cho không. Mà không sao, còn Bé Lùng ơi, từ từ mình sẽ thuyết phục Bé Lùng. Từ từ Bé Lùng nó cũng sẽ về thôi à. Mà bây giờ cá mình ở đây, cá mình còn mình là sẽ còn những bạn cho anh. Hôm nay mình sẽ quyết định cho anh Hè một cái bàn cho anh sẽ đi vào lịch sử. Anh Hè sẽ không bao giờ ngờ tới mình sẽ là một con người như vậy. Vì trong mắt anh Hè mình là một cô bé ngây thơ hồn nhiên mà không biết sự đời là gì. Nhưng hôm nay mình sẽ cho anh Hè biết mình là một người cô gái dân chơi, chứ không phải là mình hiền nha, mình là dân chơi. Mình sẽ cho anh Hè biết là đẳng cấp chơi của mình như thế nào. Hôm nay mình sẽ cho anh Hè sáng mắt ra mình là một cô gái ăn chơi sành điệu, chứ không phải là một cô gái quê mùa. Mình sẽ hết nhạc con về, con đã bảo rồi hết nhạc con về. Tự đi đâu sắp tới này tao. Nó tiêu một tia rồi đi.
quá cũng không phải bay. Em đâu đi bay đâu? Em đi á, chị đi. Đây thì không trả bay. Kêu là cưới gái ăn trâu rồi về nhà nó ăn trâu nữa, ai mà cưới gái không cho gì nhà ăn trâu hơn cái ăn trâu nữa. Sao nhìn mặt mày thiều mà sao mày gơ gốm dữ thảo. Trời lỡ vô con đường này gặp nó không vậy đâu. Thấy luôn á, nó lỡ kiếm được kêu bé gì à. Kêu bé cho em đã bả rồi, nó không gây phiền phức cho chính mình ăn đâu mà còn kêu bé mẹ thì đây làm cái gì. Nói đâu à, em đi ra, anh Tùng có tìm em nữa. Em tự la điều cũng sống của em. Quá Nào. Trời đi đâu? Mình nói là nhỏ thì mình đang làm, mình đang nghiêng nữa sao mày?
Hồi nãy mình cho anh gà vậy, không biết anh đúng thiệt không? Để mình vô trong xem thử anh sao anh đi nha. Mình cho ảnh nhảy thâu mò, ảnh đang dọn đồ. Ảnh đưa theo mình thì ảnh đang dọn đồ, ảnh làm gì anh? Em quay lại cho mọi người xem nha. Bỗng nhiên em ăn chơi nợ nần trồng chất, thử xem phản ứng của em như thế nào. Đây đây, anh đứng lên cho bọn ta biết. Đứng lên cho bọn ta biết. Làm cái sao đi côn mấy chuyện muốn chút đồ. Đây. Đi cũ kia. Đây. Nghĩ mẹ mày nghĩ hết chuyện côn thì hả? Tao nghĩ hầu giờ mày là không bao giờ mày là cái con người mà đi muốn số đời vậy luôn. Đây là người đàn ông ngay đó. Em vợ anh nha, em hiên ngày mờ táo nào có tờ giấy số kiến thiết. Em không biết da kiểu gì mà anh nghĩ em đi quýnh số đo thiệt hả? Sống với người ta gần một năm rồi mà không hiểu tính người ta gì hết. Ê á, lúc mà mày hiên nè, nó người ta quay thấy mặt tức của anh, cái mặt của anh mặt ngu. Mày cho anh ta quýnh xe, cho anh lại, đừng có khép nha. Đây không phải là em cho anh mà em thử xem phản ứng của anh khi con vợ của mình, con vợ ngây thơ ngu ngốc của mình này nó ăn chơi nè, thử phản ứng của anh như thế nào. Nè thì hai đứa đi chung chung lẹp điểm một bài nè. Cái sao nói mà nhầm dữ vậy chào. Mọc bây giờ ní mẹ đi. À đi thôi. Kéo mày lên đi anh. Đi cũng kia mà đi mất mày luôn đi. Đây. Đây. Chào đó. Đó mọi người thấy chưa, chồng mình ấy gái mình nó cũng tin được cái nữa. Sống với mình gần một năm rồng, mình suốt ngày chỉ ở nhà thôi mà nó cũng tin mình đi quýnh số đờ nữa. Mình làm gì biết quýnh số đờ là cái gì, mình quýnh sao mình cũng không biết nữa. Tao nào có tờ giấy số mà mua gì mà mình lên Google search, mình search mà mình không biết da kiểu gì luôn. Chồng mình anh cắt bắt đầu mình máy cắt, nó kêu sao mình ngu, sao mày ngu dữ mày, giấy số mà cũng biết da. Vậy mà giờ mình kêu quýnh số đờ nó tin, vậy là không hiểu mình rầu, có một người chồng không có tâm lý gì hết à. Tự nhiên mình cũng rất là hạnh phúc. Tự nhiên mình kêu mình bả đi, mình trốn nợ mà chồng mình nó cũng gói đồ theo mình luôn. Có một người chồng rất là cái gì ta, rất là thương mình luôn á. Kiểu không để cho mình đi một mình ạ. Thôi cái màn tròn tới đây của mình là cũng sẽ kết thúc nha mọi người. Hẹn mọi người vào một cái màn tròn hay hơn, ý nghĩa hơn. Bye bye mọi người nha.